Vào ngày 18 tháng 4 vừa qua đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, gọi tắt là USCIRF, tại thủ đô Washington. Ngoài các đại diện của USCIRF, các dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang, thì buổi lễ còn có sự tham dự của mục sư Nguyễn Công Chính, người mới sang Mỹ tị nạn tôn giáo. Tại buổi lễ, mục sư Nguyễn Công Chính, người bị cầm tù hơn chục năm vì đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, đã lên án tình trạng gia tăng đàn áp tôn giáo, tình trạng ngược đãi tù nhân lương tâm trong nhà lao và đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng thêm sức ép với chính quyền Việt Nam để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân, cũng như phải dừng ngay các hình thức tra tấn, nhục hình đối với tù nhân chính trị. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, mục sư Nguyễn Công Chính đã chia sẻ về khoảng thời gian bị ngược đãi trong tù. Tôi có thời gian ở 6 năm 5 tháng ở trong nhà tù, và bản thân tôi bị đánh, bị ngược đãi, bị biệt giam, bị xúc phạm rất là nhiều. Cho nên tôi nghĩ đến cái cảnh những anh em tù hiện tại ở đất nước Việt Nam với cái mức án chung thân 20 năm hoặc 15 năm thì tôi nghĩ họ cũng trải qua những cái đau khổ như tôi và gia đình chúng tôi. Và chính sách của Hà Nội bây giờ họ lại không chỉ ngược đãi trả thù người tù, những người bất đồng chính kiến, lên tiếng tố cáo tội ác cộng sản hay là những nhà lãnh đạo tôn giáo chân chính, mà họ còn là họ đàn áp và họ hành hạ chính cái thân nhân của những người tù. Ví dụ như những người mà tù ở ngoài phía miền Bắc thì họ đưa vào miền Nam họ giam, rồi những người tù miền Nam thì họ đưa về ngoài miền Bắc họ giam. Đó là cái cách hành hạ, tra tấn cả thân nhân gia đình và cả người tù. Thứ nhất là họ bóp ngặt cái thông tin của người tù, không thể đưa tin ra ngoài. Cái thứ hai đó, đó là cái cách họ dùng nhà tù để trả thù đối với những người bất đồng chính kiến, những người mà đã can đảm đứng lên để đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam. Cho nên những người tù đó họ trả giá cho tự do, cho nhân quyền, cho những cái quyền tối thiểu của con người ở Việt Nam, họ phải hy sinh cả mạng sống. Có nhiều người phải chết trong tù, có nhiều người là không được đi thăm nuôi, có những người đói và bệnh chết. Cái cảnh đó đã xảy ra và tôi đã chứng kiến những cái chết ở trong tù. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Tuy nhiên, nhiều tù nhân, đặc biệt là các tù nhân chính trị, tôn giáo cho biết là họ vẫn phải chịu hình thức đối xử tàn nhẫn, bất công trong nhà tù như một hình thức trả thù. Cũng theo ông, kể từ khi được xóa tên khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, Việt Nam lại càng được thể lộng hành, đàn áp tôn giáo, nhân quyền để củng cố quyền lực. Ông đã tố cáo chính quyền Hà Nội luôn dùng chính sách hai mặt trong chiến dịch dập tắt tiếng nói bất đồng của họ. Một mặt họ biểu diễn rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng một mặt họ đàn áp. Một mặt họ nói rằng Việt Nam có nhân quyền, nhưng ngược lại họ vi phạm nhân quyền. Đó là cái cách của người cộng sản. Và vấn đề quan trọng nữa là cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Cho nên cộng sản họ biết rằng họ chỉ dùng có quyền lực để trấn áp, đàn áp, bất chấp vấn đề dư luận, luân lý, và họ có thể làm bất cứ điều gì để họ đạt đến mục đích. Tại buổi lễ, USCIRF đã lên tiếng quan ngại về tình trạng tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ là một trong 7 trường hợp điển hình nhất trên thế giới mà ủy hội này nêu ra. Hòa thượng Thích Quảng Độ là tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ ngày 17 tháng 8 năm 2008 và là người tích cực đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch USCIRF, nói với Đài Á Châu Tự Do về trường hợp Hòa thượng Thích Quảng Độ. Prisoners, of course, I'm particularly moved by Thich Quang Do being 90 years old and continuing to speak about human rights issues. Tôi thực sự cảm động về trường hợp Hòa thượng Thích Quảng Độ. Năm nay ông đã 92 tuổi rồi, nhưng vẫn tích cực lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Ông phải chịu 33 năm trong nhà tù hoặc tù tại gia, đơn giản chỉ vì ông thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Lòng dũng cảm của ông là điều thế giới cần biết đến. Ông đã được đề cử cho giải Nobel tổng cộng 16 lần, và nếu ông được trao giải, thì đó sẽ là một nghĩa cử tuyệt vời dành cho ông.
Năm ngoái, Việt Nam thông qua luật tôn giáo mới mà nhiều người kỳ vọng sẽ tốt hơn. Nhưng kỳ thực thì tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn tiếp tục diễn ra ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, hiện tại Việt Nam có 170 tù nhân lương tâm, trong đó phần lớn liên quan đến tôn giáo. Đầu năm nay, Việt Nam đã thông qua luật tôn giáo mới, bất chấp sự phản đối của đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam. Họ cho rằng một số điều khoản mang tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng đến quản lý nhà nước vẫn được duy trì. Chẳng hạn như một tổ chức tôn giáo phải xin phép và được nhà nước cho phép thì mới được hoạt động hợp pháp. Buổi lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của USCIRF cũng được nói là cơ hội để Ủy ban Cứu người vượt biển vận động đưa vấn đề tù nhân lương tâm và hiện tượng hội cờ đỏ thành trọng tâm trong chương trình làm việc của USCIRF trong năm 2018. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do trước buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS cho biết. Nhưng mà chúng tôi đã làm việc trước để mà được nhắc đến rất nhiều. Đó là cái hội cờ đỏ hiện nay là một cái hiện tượng đang đe dọa rất nhiều các cộng đồng công giáo ở tại Việt Nam. Và chúng tôi có tài liệu, tập tài liệu được ban tổ chức phân phối ngày hôm nay cho tất cả những quan khách tham dự. Thời gian gần đây, ở Việt Nam xuất hiện những hội nhóm tự xưng là hội cờ đỏ, mặc trang phục cờ đỏ sao vàng và thường đe dọa tấn công những cộng đồng công giáo ở Việt Nam, đặc biệt là những cộng đồng lên tiếng phản đối cách chính quyền giải quyết thảm họa do nhà máy gang thép Formosa gây ra. Chính quyền thì luôn nói đây là hội do quần chúng tự phát, nhưng nhiều giáo dân đã tố cáo là có sự hậu thuẫn của chính quyền sau lưng và thậm chí là thành viên của hội đã được trả tiền để hoạt động. Linh mục Thomas Rees, cựu chủ tịch của USCIRF, đã nhắc đến hiện tượng hội cờ đỏ tại buổi lễ. Chúng tôi hết sức quan tâm đến sự trỗi dậy của một nhóm gọi là hội cờ đỏ ở Việt Nam. Đây có thể coi là một băng nhóm hợp pháp được chính phủ Việt Nam sử dụng để quấy rối cộng đồng công giáo. Như vậy, chính quyền có thể chối cãi đó không phải là họ, không phải công an, nên không thể đổ tội cho họ. Nhưng kỳ thực họ là những người hậu thuẫn, khuyến khích băng nhóm này, cũng như không cản trở sự hoạt động của nhóm. BPSOS vào cuối tháng 3 vừa qua cũng đã trao cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tập tài liệu về hội cờ đỏ, với hy vọng là Hoa Kỳ sẽ sớm can thiệp để bảo vệ cộng đồng công giáo ở Việt Nam.